Rồi hello nha anh em, ngày mới chúc anh em vui vẻ, an lành, hạnh phúc nha anh em ơi. Sau đây Pháp sẽ cập nhật xe ngày mới anh em ha. Anh em quan tâm xe cổ nào tại cửa hàng thì vui lòng liên hệ bên Pháp để ủng hộ nha anh em. Cái này giấy xe đậu ngoài đầu ha. Còn phụ khuôn quỵ ha, Pháp đang chạy ha. Copy Thái ha. Copy Thái. Xe ga nha nè. Xe nào thì anh em cứ mạnh dạn điện thoại nha anh em ơi. Đừng có ngại gì hết á, cứ điện thoại. Cứ điện thoại thì mình lấy thông tin. Phù hợp thì mua, không phù hợp thì thôi ha, có gì đâu. Tại xe nhiều lắm, thành ra Pháp không có có thể nói hết cái chi tiết từng xe trên một cái thời lượng video đâu anh em ơi. Chủ yếu là cập nhật để cho anh em thấy được cái xe nào mình thích á, mình đam mê á, mình yêu thích á, mình mong đợi á, thì mình liên hệ ha, ủng hộ. 110 Thái á, 110 Thái cái con 60 mấy triệu bán rồi anh em ha, còn mấy con này dễ neo anh em ơi. Neo kim FI có đủ hết. Full X ha, rim 110. Jupiter. Quay Thái. Giá trên đi nha anh em. Cặp Jupiter đó bán cho anh em Phú Tăng rồi ha. Cặp Jupiter đó anh em chốt luôn. Mua lòng cả cặp. Q2ZX GS. Đó, anh em gọi trường đó anh em thấy không? Đó, anh em cứ điện thôi. Điện gặp trực tiếp trường hoặc sang ha. Trường thì cửa hàng trưởng đó, kỹ thuật trưởng cửa hàng trưởng luôn. Anh em cứ gọi trường tư vấn cho. À, Q2 13 năm nè. Xe máy đạp cổ nữa nè. Xe máy đạp cổ thì chở từ dưới quê lên. Cúp 90 37 luôn. Xe nhiều lắm nha anh em ơi. Có gì thì cứ điện thoại thôi, cứ điện thoại. Điện thoại bên em tư vấn cho. Chứ cái lượng xe này á, đi một chi tiết hết cái video chắc cả tí đồng hồ không xong nổi. Mà Pháp cũng nói không nổi luôn anh em ơi. Tại vì nó nhiều lắm. Bên em nghe điện thoại này bữa nè, ép nè, trường nè, thắng nè, thắng nè, sang áo đỏ nè, là tới 4 anh em nè, ha, trực tiếp nghe điện thoại anh em luôn, bởi anh em cứ điện đừng có ngại. Rồi cái cặp cặp này mới về nè, con ẹt mấy Thái với con Alpha lóc đen nha anh em ơi, bẩn để ngoài đó thấy không? Anh em cần clip thì cứ comment bình luận phía dưới cần clip cái xe nào đó, ha. Rồi em hoặc là trường sẽ lên cái video cho anh em. Con phu cọp này anh em ở Lắp Giò hay Lê Vung gì đó chốt rồi. Cảm ơn anh em ủng hộ rất nhiều nha. Xe mặc dù giá trị gần 170 triệu á, chính xác là 165 á, mà anh em chuyển khoản cả hết rồi. Xe thì gửi đây ha. Cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ Pháp rất là nhiều luôn. Anh em bỏ đồng tiền anh em ra, đồng tiền gọi là còn gọi là xương máu, bỏ xương máu mình ở đây tin tưởng gửi gắm cho Pháp thì không còn cái tấm chân tình nào bằng hết. Xin cảm ơn em rất nhiều. Anh em tiếp tục mua ủng hộ, nhớ điện thoại em nha. Chúc
chúc anh em thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn.